Đừng tốn tiền đi viện, buổi sáng cứ ăn quả vải kiểu này, bệnh tật tiêu tan, gan thận sạch độc tố, tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Mến chào quý cô bác đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Cô bác thân mến, vải thiều đã vào mùa, ngoài việc ăn trực tiếp, cô bác có thể dùng quả vải thiều pha đồ uống, làm các món ngon khác với mong muốn chia sẻ đến cô bác những công thức, những cách kết hợp thực phẩm hợp lý để cải thiện sức khỏe. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin được giới thiệu, gợi ý tới cô bác một số công thức làm đồ uống từ quả vải đảm bảo giúp nắng nóng mùa hè hạ nhiệt nhanh chóng, ngủ ngon, gan thận sạch độc. Ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng đến với nội dung chi tiết. Đừng tốn tiền đi viện, buổi sáng cứ ăn quả vải kiểu này, bệnh tật tiêu tan, gan thận sạch độc tố, tăng 10 năm tuổi thọ. 1. Nước vải thiều húng quế. Nguyên liệu làm nước vải thiều húng quế cần thiết gồm 4 lát gừng, 6 lá húng quế tươi, 2 thìa đường, 60ml nước lọc, 10 quả vải, 1 thìa nước cốt chanh tươi, 1 ít đá viên. Đầu tiên, để nói về công dụng của vải thiều đối với sức khỏe, loại quả này có thể tăng cường hệ miễn dịch. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả vải thiều có thể giúp cô bác tăng cường khả năng miễn dịch nhằm chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và các bệnh mãn tính khác. Ngoài ra, vitamin C cũng góp phần kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu, giữ vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tác hại của quá trình oxy hóa. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn quả vải có thể giúp cô bác chống lại chứng cảm lạnh vô cùng hiệu quả. Hàm lượng cholesterol và natri không đáng kể trong quả vải giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ và các tình trạng sức khỏe khác như tổn thương oxy hóa, viêm nhiễm, xơ vữa động mạch, tim mạch, huyết áp và các vấn đề nội mô. Sự phát triển của các mảng bám trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng đột quỵ hoặc đau tim. Với hàm lượng vitamin C cao trong vải thiều sẽ giúp cô bác ngăn ngừa được những nguy cơ này. Tiếp đến là gừng. Gừng cũng chứa một hợp chất gọi là gingerol có tác dụng ức chế sự lây lan của vi khuẩn. Điều này có thể hữu ích cho thận và gan làm việc quá sức. Gingerol còn là một công cụ hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, làm giảm viêm và đau khắp cơ thể. Đường huyết cao mạn tính ảnh hưởng xấu đến thận. Và một số nghiên cứu cho thấy gừng bột có thể giúp kiểm soát vấn đề này. Vì thế, dùng gừng thường xuyên giúp giảm tỷ lệ biến chứng thận ở người mắc bệnh tiểu đường. Ở người khỏe mạnh, gừng có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường. Và cuối cùng là lá húng quế. Thành phần ugenol có trong tinh dầu húng quế có tác dụng ngăn chặn hoạt động của enzyme cyclooxygenase gây viêm tương tự như các chất chống viêm NSAID. Do đó, húng quế có thể giảm các triệu chứng sưng đau và mang lại lợi ích cho bệnh nhân viêm khớp. Đun nước lá húng quế để uống cũng là một phương pháp có thể được áp dụng trong giai đoạn đau nhức do viêm khớp. Lá húng quế có công dụng chống căng thẳng. Một kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Ấn Độ cho thấy húng quế giúp duy trì mức bình thường của cortisol, hormone gây stress trong cơ thể. Chúng làm dịu thần kinh, điều chỉnh khả năng tuần hoàn máu và đánh bại các gốc tự do, vốn là một yếu tố quan trọng gây stress. Những người làm các công việc có khả năng gây căng thẳng thần kinh cao có thể nhai khoảng 12 lá húng quế 2 lần mỗi ngày để ngăn ngừa stress một cách tự nhiên. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cô bác cách làm nước vải thiều húng quế nhé! Đầu tiên, bóc vỏ vải, lọc lấy phần thịt quả. Các lát gừng mang đập nhẹ. Làm như vậy giúp giải phóng tinh dầu, giúp nước vải thơm hơn. Lá húng quế đem cắt đôi. Trong nồi hoặc chảo nhỏ, thêm gừng, húng quế, đường và nước lọc. Đun sôi hỗn hợp bằng lửa nhỏ trong khoảng 10 phút, thỉnh thoảng khuấy đều. Tắt bếp và để phần nước này nguội trong khoảng 20 phút. Phần thịt vải có thể chia làm hai phần, một phần xay mịn để có nước cốt vải, một phần để trang trí cho đẹp. Trộn phần nước cốt vải này vào phần nước đã đun sôi để nguội. Đặt cùi thịt vào vải ly, đổ nước vải húng quế đã chuẩn bị. Khuấy đều, thêm đá và thưởng thức. Ngoài ra, nếu cô bác muốn biến tấu, có thể cho thêm soda để tăng thêm hương vị cho thức uống này.
Công thức nước vải thiều húng quế nên được sử dụng luôn để đảm bảo hương vị tươi và thơm ngon nhất. Tránh để vài giờ hoặc qua đêm, lúc đó thức uống này không còn tươi nữa. 2. Nước chanh vải thiều. Vải thiều có vị ngọt tự nhiên khi kết hợp với hương vị tươi mát của chanh sẽ tạo nên thức uống sảng khoái. Thức uống này có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong năm vì đã có vải thiều đóng hộp. Tuy nhiên, mùa vải đang rộ, cô bác hãy tranh thủ làm nước chanh vải thiều cho các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức nhé! Ngoài vitamin nhóm B, C, E, K, beta-carotene, trong trái vải còn chứa F-catechin và rutin. Những thành phần này đóng góp phòng chống các bệnh mãn tính, kháng viêm, kiểm soát huyết áp. Cùng với đó là tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng gan, loại bỏ gốc tự do gây hại, giảm nguy cơ đột quỵ. Vải thiều có nồng độ polyphenol cao. Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống lại quá trình lão hóa của cơ thể. Kết hợp với vitamin C, vitamin nhóm B trong quả vải sẽ giúp ngăn ung thư da, viêm da. Đồng thời, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây hại từ môi trường và tia cực tím. Công dụng khác của polyphenol trong quả vải là giúp cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Bên cạnh đó, vải cũng giàu vitamin C nên bảo vệ tim mạch rất tốt, tránh nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Cùi vải chứa nhiều hợp chất flavonoid, polyphenol và các chất kháng oxy hóa có khả năng phòng chống ung thư hiệu quả. Đặc biệt là ung thư vú. Nếu cô bác đang hóa trị thì quả vải cũng giúp hạn chế những tác hại mà phương pháp trị liệu này gây ra. Còn nói đến chanh, đây cũng là một loại quả thân thuộc đối với bất cứ ai. Nghiên cứu cho thấy rằng chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng citrate có trong nước tiểu với axit citric có trong quả chanh. Ăn chanh giúp cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và vi khuẩn, giúp duy trì sức khỏe của mạch máu và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trong chanh chứa một số loại chất sắt giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Hơn thế nữa, chanh còn có vitamin C và axit citric tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ nhiều sắt hơn trong chế độ ăn uống của cô bác. Để làm được nước chanh vải thiều thì nguyên liệu cần thiết gồm 10 quả vải tươi bóc vỏ, lọc lấy thịt quả, nước cốt của 3 quả chanh, 100ml nước lọc, 80g đường, đá viên, lá bạc hà để trang trí. Trong một chảo nhỏ, cho nước lọc và đường vào, đun sôi cho đến khi hơi đặc lại, khoảng 5 phút là được, để nguội. Nếu cô bác không có thời gian, có thể dùng sirup đường bán sẵn để thay thế. Dùng bình lớn để pha nước chanh vải thiều. Trong bình cho nước cốt chanh, vải thiều, phần nước đường vừa thực hiện và khuấy đều. Có thể thêm nước lọc để điều chỉnh vị ngọt. Cho đá viên vào cốc, rót phần nước chanh vải thiều vào. Trang trí thêm lá bạc hà hoặc các lát chanh tươi cho đẹp và tăng độ thơm. Nhắc đến vải thì đúng là loại quả này có nhiều dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, điều ấy chỉ xảy ra khi cô bác sử dụng quả vải đúng cách. Cụ thể thì cô bác cần ghi nhớ một số vấn đề sau đây để vải phát huy được hết giá trị dinh dưỡng của nó. Ăn cả lớp màng trắng. Khi bóc vải, cô bác thường thấy một lớp màng trắng bọc bên ngoài cơm vải. Nếu ăn cả lớp màng này thì sẽ không bị sinh hỏa. Màng trắng có vị hơi chát, ăn vào đến cơm vải, cô bác sẽ cảm thấy cơm vải càng ngọt hơn. Cô bác cũng có thể ăn cả phần trắng trên đầu hạt vải sau khi ăn cơm vải xong. Cách này cũng có thể hạn chế nhiệt, sinh hỏa, giảm cảm giác nóng trong người khi ăn vải. Không ăn quá nhiều một lúc. Mỗi lần ăn vải, người lớn chỉ nên ăn khoảng 10 quả, còn trẻ em ăn 3 đến 4 quả. Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội cho biết, quả vải có khả năng sinh nhiệt do hàm lượng đường cực lớn, ăn quá nhiều sẽ gây mụn nhọt. Thêm vào đó, nếu ăn một lúc khoảng 500g trở lên, thì lượng đường glucosa vào máu vượt quá khả năng hấp thu, chuyển hóa của gan, khiến cơ thể tăng tiết insulin, dẫn đến hạn nồng độ đường máu, gây phản ứng đường máu thấp, làm xuất hiện các biểu hiện chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, tim đập nhanh,
toát mồ hôi, miệng khô khát, mỏi mệt. Những người thể chất âm hư, táo, nhiệt càng không nên ăn nhiều vải. Bên cạnh đó, người mắc bệnh tiểu đường cũng cần cẩn trọng khi ăn. Uống một chút nước muối trước khi ăn. Uống một chút nước muối hoặc trà thảo mộc lạnh, canh bí đao, chè đậu xanh trước khi ăn vải có tác dụng phòng trừ sinh hỏa. Ngoài ra, cô bác có thể ăn từ 20 đến 30 gram thịt nạc, uống nước canh xương trước khi thưởng thức loại quả này cũng có công dụng tương tự. Không ăn quả bị sâu đầu, dập nát. Nơi bị dập nát sâu đầu dễ phát sinh vi khuẩn, nấm có hại cho sức khỏe. Nếu tiếc rẻ ăn những quả vải như vậy, cô bác có nguy cơ bị nổi mề đay. Bên cạnh đó còn có hiện tượng nôn nao, đau bụng, thậm chí nôn mửa, tiêu chảy. Khi ăn vải sâu đầu, dập nát, cô bác không chỉ dễ bị nóng trong, sinh mụn nhọt mà còn có thể bị ngộ độc. Do đó, tốt nhất cô bác nên lựa chọn những quả vải tươi ngon, lành lặn để thưởng thức. Ăn vải sau bữa ăn chính. Không ít người cho rằng vải ngọt, nhiều đường nên ăn vào lúc đói để bổ sung lượng đường cho cơ thể đỡ mệt. Tuy nhiên, thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên viện trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198, viện phó viện dinh dưỡng lâm sàng cho biết đây là suy nghĩ sai lầm. Ăn vải lúc đói khiến cơ thể được bổ sung lượng đường quá cao, dẫn đến kích thích niêm mạc dạ dày, gây đau, viêm, nhiệt hoặc bị say, kèm theo các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, chân tay bủn rủn, cồn cào, buồn nôn. Để phòng ngừa nguy cơ nóng trong cũng như các vấn đề sức khỏe khác, cô bác tốt nhất chỉ nên ăn vải sau các bữa ăn. Thời điểm này, trong cơ thể đã tích trữ đủ lượng nước muối qua thức ăn nên ăn cũng không bị lo nóng. Cách xử lý khi ăn trái vải bị ngộ độc. Nếu ăn quá nhiều vải, một lượng lớn đường sẽ được hấp thụ vào máu. Khả năng hấp thu của gan cũng sẽ bị vượt quá mức cho phép, dẫn đến việc bị hạ nồng độ đường trong máu, gây nên triệu chứng say vải. Chính vì thế, cách xử lý tốt nhất lúc này chính là bổ sung một ly nước đường vào cơ thể cô bác nhé. Phần 2. Trước khi ăn sáng, uống một loại nước tốt ngang ăn nhân sâm. Vừa hạ đường huyết nhạy như insulin, vừa mát gan, giảm cân. Cô bác thân mến, bữa sáng được đánh giá là bữa ăn rất quan trọng trong ngày. Thế nên nhiều cô bác khi ngủ dậy sẽ ngay lập tức chuẩn bị bữa ăn sáng để cho kịp giờ đi làm và đi học. Thế nhưng, ngoài việc ăn gì vào buổi sáng thì việc chọn loại đồ uống cũng vô cùng quan trọng. Theo các bác sĩ, trước khi ăn sáng, cô bác nên uống một loại nước tốt ngang ăn nhân sâm. Vừa hạ đường huyết nhạy như insulin, vừa mát gan, giảm cân. Cụ thể đó là loại nước nào thì xin mời cô bác hãy cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Nước ép cần tây có vị ngọt đắng, tính mát, thanh nhiệt, mát gan, cải thiện thần kinh, nhuận phế chỉ khái, mát phổi cầm ho, trừ phong thấp, cầm máu, giải độc. Đây là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích, nhất là các chị em có nhu cầu giảm cân. Cần tây cũng là một nguyên liệu món ăn quen thuộc, có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Nước ép từ cần tây có giá trị dinh dưỡng như các loại rau. Giúp hạ đường huyết. Nước ép cần tây rất giàu các chất flavoid như apigenin, luteolin và phenolic, có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa, gây hại cho tế bào beta của tuyến tụy. Các tế bào này giúp cơ thể sản xuất insulin và điều chỉnh glucose. Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng hấp thu gluco ở gan và kích thích bài tiết insulin, giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh đái tháo đường. Giảm cân. Theo nghiên cứu, một ly nước ép cần tây 240ml sẽ chứa 42,5 calo, 2 gram protein, 9,5 gram carbon hydrate, 5 gram đường, 8% canxi, 7% magie, 14% kali, 9% natri. Lượng dinh dưỡng này đủ để đáp ứng một phần nhu cầu của cơ thể hàng ngày. Người muốn giảm cân nên dùng nước ép không hoặc rất ít đường, kết hợp với chế độ ăn giảm tinh bột, đường, chất béo. Tuy nhiên, không nên lạm dụng đồ uống này trong thời gian dài vì có thể dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng. Nước ép cần tây nên uống ngay sau khi ép và không bảo quản tủ lạnh quá 24 giờ
vì sẽ mất giá trị dinh dưỡng, bị biến chất, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Giúp lợi tiểu. Rau cần tây chứa natri và kali giúp điều hòa chất điện giải trong cơ thể, giúp đi tiểu dễ dàng. Tuy nhiên, khi sử dụng nước ép cần tây, cô bác đã bỏ đi chất xơ có lợi cho đường tiêu hóa. Vì thế nên cân bằng và đa dạng các loại thực phẩm để có dinh dưỡng đầy đủ. Cải thiện giấc ngủ. Cần tây chứa hàm lượng magie lớn, có thể làm dịu thần kinh, góp phần điều hòa chu kỳ giấc ngủ, giúp cô bác ngủ ngon hơn. Uống 1 ly nước ép cần tây mỗi ngày có thể giúp cải thiện rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, giúp tinh thần phấn chấn hơn. Cung cấp chất oxy hóa, ngăn ngừa ung thư. Cũng như nhiều loại rau quả khác, nước ép cần tây rất giàu các hợp chất chống oxy hóa như axit phenolic và flavonoid. Các hoạt chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, béo phì và cả một số bệnh ung thư. Đặc biệt, nước ép cần tây cung cấp độ ẩm và cải thiện làn da hiệu quả. Thời điểm tốt nhất trong ngày để uống nước ép cần tây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, buổi sáng trước khi ăn là thời điểm tốt nhất trong ngày để sử dụng nước ép cần tây. Uống nước ép cần tây nguyên chất vào buổi sáng giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, hạn chế chứng trào ngược dạ dày, đầy hơi. Nước ép cần tây chứa ít calo và nhiều chất xơ nên tạo cảm giác no lâu, rất hữu hiệu với người muốn giảm cân. Tuy nhiên, sau khi uống nước ép cần tây khoảng 30 phút, cô bác vẫn nên ăn bữa sáng một cách khoa học nhằm đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho cơ thể. Quý cô bác thân mến, ở mỗi tập của chương trình, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe luôn mong muốn có thể đem đến những thông tin về dinh dưỡng, về sức khỏe bổ ích đến với cô bác, giúp cô bác cải thiện sức khỏe của bản thân và gia đình. Để làm được điều này thì chúng tôi luôn cảm thấy biết ơn về sự đồng hành cũng như sự tin tưởng mà cô bác đã dành cho chương trình. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay của kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã giúp cô bác có thêm những loại đồ uống giàu dinh dưỡng bổ sung vào thực đơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác ở những chương trình tiếp theo.